nay tôi đổ bánh xèo nghe. Dạ. Hôm nay ngoại xuống ha, ngoại tổ tài đổ bánh xèo. Rồi cho cả nhà mình ăn luôn. Đây, xung quanh đây là con cháu đang xúm lại, đang xúm lại chờ ngoại đổ bánh xèo nha. Ngoại đang chỉ Ngân với Diệp đổ bánh xèo. Dạ, bánh xèo thì nhà thì chỉ có Ngân ăn chay thôi, còn lại thì những cái thành viên trong nhà thì vẫn ăn mặn bình thường luôn á cả nhà. À, hôm nay thì mẹ chuẩn bị là tép hến và một ít thịt. Còn cái nhân bên kia thì là cái này là cái chảo không dính đó cả nhà, chiên bánh rất là ngon. Thì ngoại đổ như vậy là một chén đó ngoại. Dạ. Rồi mình tán cho nó xung quanh cái chảo. Rồi sau đó mình sẽ bỏ giá. Giá với gì ngoại? Giá với củ không? Củ sắn, củ sắn, giá, củ cải đỏ. Rồi đợi trong mấy phút ngoại? Chắc cỡ 3 phút. Dạ 3 phút thì mình chờ bánh chín nha. Vậy cái này cái bếp củi nên làm nó rất là ngon, nó giữ ấm được rất là nhiều. Cái bánh của mình nó sẽ thơm ngon. Ở đây là có một cái bánh thành phẩm này nè cả nhà, nhìn nó rất là vàng, rất là thơm ngon luôn. Bánh này ngon lành. Vậy chuẩn bị vô. Nó bánh chín rồi, nó tróc. Cái này là do cái chảo không ạ? À? Với bột mình pha đúng không? Chảo phải là chảo không dính. Cái này là bánh nhà Ngân là tiền từ đời bà ngoại sang đời mẹ, rồi sang đời của em trai Ngân nha. Em trai Ngân chuẩn bị chiên nè. Cái bánh rất là hấp dẫn luôn á cả nhà. Nó chín vàng ôm luôn. Cái này là cái màu của cái bột nghệ. Đây là cái hao bột. Hồi mẹ làm cho con ít cái bánh kem ngọt. Đây là cái nước mắm mẹ chuẩn bị nè, nhìn nó rất là ngon luôn á. Rồi thao rau bên kia nữa. Rồi mình chuẩn bị mình dùng bánh xèo nha cả nhà. Trái ngon quá nha. Dạ. Trái rất là ngon. À, cái ông này thợ ổng làm nhà á. Ổng mới xây rồi mà tự nhiên mình kêu ổng mới xây. Sao kỳ á? Ổng đâu có nhiều thời gian để xây đâu. Nó không có tiền phải không? Ăn sáng hả chị Vân? Để dĩa nhưng nhiều quá mình sao bỏ. Rồi ngoại chuẩn bánh xèo của ngoại chuẩn bị chín. Lấy dĩa cho ngoại lấy mà. Việt ơi. Việt. Sao đây là hot boy? Chắc từ Quảng Ninh quá, đen quá. Dạ, em trai vậy thấy vậy chứ nó ế, từ nghiệp nó lắm. Có ai hốt nó hốt giùm chứ nó ăn hao quá trời luôn. Kêu bà qua. Chắc nằm nghỉ rồi. Bà mệt, bà phụ từ trưa sáng tới giờ. Bà ăn cháo không? Cô mà mình đi ăn cháo ngoài có cái quà dưỡng xào. Lấy cái dĩa cho chị Vân múc ra một con á. Lấy cái dĩa múc gao lên. Đó, bánh chín là cái chảo này nó rất là ngon luôn, nó không có bị khét luôn á. Cái dĩa nào ngoài rồi. Ôi, ten. Yeah, đã được hai cái bánh xèo rồi. Rồi, nãy giờ thấy ngoại làm rồi đâu, bay vô coi, hot boy bay vô coi. Dạ, hot boy chiên bánh xèo. Cả nhà thấy được thì rước em trai của Ngân về nha. Chứ giờ là nó ế dữ lắm rồi, không ai hốt nó trơn.
Rồi cảm ơn ngoại đã chiên cái bánh xèo rất là đẹp, nó tới tới hết rồi à. Chiên chiên và chiên bánh xèo rất là nghệ thuật, với sự giúp đỡ của ngoại với mẹ vẫn không xong. Tại mẹ vô mấy con làm được rồi. Bởi vì chọn ra được. Đẩy lại đi. Tay à, quay không có không chỉnh sửa luôn, quay cuộc sống hàng ngày của gia đình. Rồi dọn đi chị Hiếu. Dọn bánh dọn, dọn kéo lên, dọn kéo lên. Hả? Đúng rồi. Mặn. Ăn mặn luôn, ăn chay luôn mà. Bà ngoại trẻ quá, mọi người nhìn không ra luôn. Khét nè cha nội. Chưa đâu. Cái bánh chay nằm đâu? Em lấy rồi. Đó. Gì dở lên dở xuống nữa. Coi chín chưa? Không thôi, nhìn cái vặn nó tự tróc rồi cái gì? Nhìn tự tróc nó vàng là được. Rồi luôn. Ơi, hết hồn hết vía luôn. Tổng phai rồi. Vậy là chưa chín hả? Chín rồi. Trời ơi. Dễ. Chín chưa chín hả Dược ơi? Đây bánh xèo của Hot Boy chiên đây. Hot Boy đẹp quá mà chiên xấu quá. Còn cận cảnh là ăn hết. Hả? Cận cảnh ta mới thấy cái xấu. Rồi mày giờ để cái dĩa riêng đi, hồi ăn luôn chứ ai ăn. Đó, bây giờ là tự chiên tự ăn luôn chứ không ai ăn luôn. Ừ, tự xử. Chiên nữa đi, chiên chục cái đi hồi ăn cho đã. Rồi, nó hết rồi, nó ẹn vô. Đây, rất là ngon. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Rồi tới ngon chiên nè. Dạ. Dạ bánh xèo là một cái món bánh dân dã ở miền Tây, nó rất là ngon luôn. Ở miền Bắc thì chắc là có bánh khọt, phải không ta? Cho bánh khọt quá. Ở miền Tây thì có bánh xèo nè, quay cái hào bột. Cái hào bột này là cái ở ngoài tiệm thì hồi xưa mình xay gạo, nhưng mà giờ ở tiệm có bán bột bánh xèo rồi, thì nó có bột bánh xèo rồi mẹ có pha thêm một ít bột gạo rồi bột gì nữa ta, bột mì ngang với nghệ. Còn ở trên xanh xanh là hành lá. Rồi mình sẽ chuẩn bị những cái rau ăn bánh xèo mà mình thích, ví dụ như là lá cách ở vườn nè, rau ở vườn mẹ trồng nè. Rồi cái này thì là nước chấm. Nước chấm thì nó có là củ cải đỏ để mình bỏ vô cái màu sắc cho nó đẹp và ăn cho nó ngon hơn. Chị Hiếu hay bà không rồi đây tới chị không, bà không có quyền bàn à. Tới chị ba vô chị chiên luôn. Chị này thì chỉ có chồng rồi. Nãy giờ lên rồi. Cái này không chiên thử là một cái nha, tại vì không có này không có chiên. Dân ở bánh đen không có chiên, toàn là đi tiệm mua thôi. Dân chiên ăn chứ không phải dân chiên làm. Rồi mình sẽ múc một cái chén mình quậy lên cho nó đều. Rồi mình một muỗng chiên chắc nãy chén đầy luôn quá. Không đầy. Hả? Cần đầy thôi hả? Mình muốn múc một chén bột. Rồi cái mình sẽ làm sao quên rồi. Cái chảo nó nặng quá. Không có, con đang hơi chút chút. Dạ, con này chút chút. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Rất là tròn đẹp luôn cái nhà ơi. Khéo tay quá. Dạ đúng rồi, nãy giờ bóc bằng tay luôn đó cả nhà ơi. Nãy giờ bóc tẹt luôn. Bóc bằng tay luôn hả? Rồi mình sẽ bỏ giá vô.
mình thích ăn giá cái này của chiên. Để nắp lại quên nữa. Dạ mình để nắp lại, nhưng mà anh nói là khoảng 3 phút. Cái này lửa nó rất là ngon luôn. Nên là chắc 3 phút nó chín. Ủa lại nãy nó chưa có xem qua. Hồi định làm bánh ngọt á. Chưa hả? Khi làm bánh dai mình nhân đậu hũ thôi chứ chưa làm ngọt. Sáng dọn đây mọi người ăn luôn mẹ bánh lại. Nó chưa đi. Hai tiếng nữa xong rồi. Mình có đảo tới đảo lui không? Mà nó khác ở giữa không? Không. Dỡ cái nắp ra, nhìn cái vành nó vàng là được rồi. Dỡ cái nắp ra. Nghiêng cái chảo nó bong bong mà được. 6 năm mình làm sao? Quay cái mé này nè nó. Giống như cho nó bị giòn. Cho nó giòn cái mé chứ cái nắp nó lẹ vàng lắm. Mình sẽ quay vòng vòng nữa là phải xoay đặng đặng mình cho nó giòn cái vành nó. Giòn cho giòn. Còn mình không xay thì nó không giòn nhưng mà nó vẫn chín. Nó chín là nó mong nó tróc ra vậy nè cả nhà ơi. Rất là ngon luôn á. Mới biết lửa gì. Rồi bình nhìn nó rất là ngon, khi mà mình làm bằng củi á thì cái bánh của mình nó sẽ rất là thơm ngon luôn á. Ở Bến Tre mà đặc biệt nữa là mình làm cái nhân này mà bằng củ hủ dừa là cực kỳ ngon luôn á, nhưng mà rất tiếc là giờ không có dừa để mà mình đốn á, mình phải đặt trước thì những năm mình mới có củ hủ dừa để mình làm thì ăn nó mới ngon. Mình làm đỡ củ sắn. Mình làm là đỡ giá là củ sắn nè, củ cây đỏ hoặc là cái gì qua đu đủ được đều được luôn á cả nhà. Làm cái củ gì nhất? Củ hủ dừa ăn nhất nhưng mà cũng có, nên đó giờ mình làm đặc biệt là củ hủ dừa, củ Bến Tre là cũng phải quay lại chứ. Hả? Phải để cái chỗ giá nó ở dưới chứ. Rồi ập lên. Chỗ trái là sao? Chỗ giá nó phải ở dưới chứ. Rồi. Mềm. Bây giờ là bánh đã chín rồi á cả nhà. Đó, cái này là rau tía tô. Cái này là rau cỏ. Rau cỏ hả cô? Con cỏ. Phải không? Dạ cái này là cái húng lỗi. Dạ cái này là tía tô. Dạ cái này là lá cách nè. Rồi cái này là lá các loại. Còn cái này là cải bẹ xanh. Thì những cái loại nhất là ngon thích nhất là cái loại lá các loại này nè, ăn nó chát chát, nó rất là ngon. Cái này là đặc trưng ở miền Tây, đặc biệt là ở Bến Tre có rất là nhiều rau các loại với rau lá cách luôn. Dạ sau khi bánh chín rồi, bánh chín rồi. Dạ mình sẽ lấy cái bánh ra nha cả nhà. Trời ơi, đây quay cái bánh cho thầy coi, bánh rất là ngon. Ôi trời ơi chết rồi, trời ơi bánh nó ngon xuất sắc luôn, quá trời đẹp luôn. Rồi sau đây Hiếu Năm tiếp tục nha. Tới Hiếu Năm tiếp tục. Dạ. Và bánh xèo thì chiên còn rất là nhiều, một thao này chắc chiên được khoảng 30 cái nữa. Mình chiên xong thì mình chia sẻ vòng vòng sớm với mấy cô chú ở đây nè. Đây là Hiếu Năm tiếp tục chiên phụ nhà nha. Dạ xin chúc cả nhà mình có một buổi chiều hoặc là vui vẻ nha. À, đây là cái bánh xèo chay nè, ngon với hai chị nữa thì hôm nay mình sẽ ăn chay nha. Cái bánh xèo chay thì được làm từ tàu hũ thôi à. Mình chiên tàu hũ với nấm đùi gà thì nó ăn rất là ngon. Thì ngon thì cũng có duyên, thì ăn chay nay cũng được 2 năm rồi, cảm thấy rất là hạnh phúc và sức khỏe. Thì cảm thấy nó tốt hơn trước á. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Ngân, đã ủng hộ và tin tưởng Ngân. Và cả nhà đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều loại cây giống cũng như hoa kiểng đẹp nha.